để quý khách hàng có thể sở hữu T1 Osway bởi hai lý do sau đây. Thứ nhất, đó chính là giá thành, và thứ hai đó chính là ưu điểm của chiếc xe này. Về giá thành xe, hiện tại Volkswagen Sài Gòn đang có giá ưu đãi đặc biệt cho chiếc T1 Osway với 12% giá trị của chiếc xe. Và ưu điểm xe Lộc sẽ giới thiệu cho quý khách hàng ngay sau đây. Và đâu khiến mọi người nên mua chiếc xe T1 Osway vào thời điểm này? Vì đây là một chiếc SUV nhập khẩu nguyên chiếc, gầm cao 7 chỗ, một trong những chiếc xe đang có doanh số hàng đầu thế giới, với giá chỉ hơn 1,5 tỷ vào thời điểm này. Đối với kinh nghiệm của Lộc thì lúc này là thời điểm tốt nhất để quý khách hàng có thể sở hữu chiếc xe T1 Osway, một thương hiệu của hãng xe Volkswagen. T1 Osway thì sở hữu khối động cơ là 2.0 turbo với 180 mã lực, mô men xoắn 320 Newton, và độ tiết kiệm nhiên liệu nó nằm ở đường trường khoảng là 6,7 lít trên 100 km ở đường trường và 7,3 lít ở đường hỗn hợp. Điều đáng chú ý ở đây chính là mức tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe SUV 7 chỗ chỉ với 6,3 lít đến 6,7 lít trên 100 km ở đường trường. Thiết kế khung gầm liền khối theo công nghệ Đức cho cảm giác an toàn, đầm chắc khi vận hành. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian uyển chuyển ở mọi cung đường. Hình dáng theo xu hướng hiện đại, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Hệ thống đèn LED chiếu sáng, đèn LED chạy ban ngày với ánh sáng trắng. Đèn chiếu sáng có tính năng mở rộng góc chiếu khi đánh lái. Cụm đèn hậu full LED hình chữ L quay xuống, chứa bên trong hệ thống đèn thắng, đèn lùi xe, đèn sương mù sau, tạo nên điểm nhấn riêng biệt cho phần đuôi xe T1. Hệ thống đèn Coming Home và Leaving Home khá đặc biệt trên dòng xe T1. Dùng chìa khóa để nâng hạ kính từ xa hoặc giữ che nút cảm biến trên tay nắm cửa để đóng kính. Cảm biến đóng mở cửa nằm ở tay nắm cửa. Gương gập điện hướng lên song song theo cột chữ A, khác lạ, gọn đẹp và tinh tế. Mâm xe 19, mỗi bánh xe có một ốc chống trộm. Thắng đĩa trên 4 bánh xe và có hệ thống tái tạo năng lượng. Vỏ xe có lớp keo tự vá. Khoảng sáng gầm xe là 203mm, phù hợp cho một chiếc SUV. Với tính năng đã mở cốp dễ dàng. Tính năng cài đặt vị trí cốp. Tính năng chờ đóng cốp. Tính năng chờ đóng cốp. Ghế người lái sẽ tự lùi khi tắt máy mở cửa và tiến lên phía trước khi khởi động. Driver seat.
nhớ 3 vị trí ghế và di chuyển ghế khi tắt hoặc khởi động máy, mở cửa xe. Và đây là không gian của xe T1 với hai hàng ghế đầu, thiết kế ghế ở phía trước, hai ghế phía trước khá là ôm lưng hai bên. Không gian hàng ghế số 2 khá rộng rãi và có thể di chuyển. Phía sau thì thoải mái, có thể ngả lưng ở góc 45 độ và di chuyển lên trên hoặc xuống dưới để chia sẻ lợi ích cho hai người ngồi phía sau. Thiết kế hai hàng ghế phía sau vừa đủ cho một người cao 1m65 như Lộc đây, 1m65 và vừa chạm đầu. Phía phần đầu gối thì thông thoáng hơn, mình vẫn còn dư được khoảng 10 phân. Và một điểm cảm thấy đỡ ngợp nhất đó là cách thiết kế ô kính nhỏ cho hai người ngồi phía sau. Chỗ ghép tay thì được thiết kế một cái hộc có thể để chai nước hoặc ly nước hay một vật dụng nào đó. Đây cũng là cách thiết kế để tạo sự lợi ích cho hai người ngồi phía sau. Hàng ghế số 3 có thể gập tạo thành mặt phẳng. Hàng ghế số 2 cũng có thể gập lại. Gương tự chúi xuống khi vô số lùi. Màn hình kết nối Apple Car như Việt Map dẫn đường, điện thoại rảnh tay hay âm thanh giải trí và nhiều những tính năng khác. Điều hòa 3 vùng độc lập. Cùng với hệ thống dàn lạnh phía sau thì độc lập và điều chỉnh. Ở đây có cổng USB, cổng sạc 12V. Có tính năng sưởi và mùa lạnh. Có tính năng sinh để đồng bộ nhiệt độ cùng với vị trí người lái. Hệ thống làm sạch không khí bên trong. Cùng với tính năng rest, giữ nhiệt độ trong xe khi xe tắt máy. Điều chỉnh áp suất lốp theo tải trọng, comfort, default, full load và thể hiện áp suất lốp trên từng bánh xe. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian, front motion với 4 chế độ lái đường tuyết, đường trường. Trong chế độ đường trường chúng ta sẽ có được chọn Eco, Normal, Sport và Custom. Đường Off-Road và cuối cùng là Off-Road Custom. Trong Off-Road Custom chúng ta cũng sẽ được chọn cách lái, thí dụ như vô lăng và nhiều những tính năng dưới này để chúng ta chọn. Tính năng Auto Hold chống trôi xe, hỗ trợ khởi hành xe ngang dốc. Tính năng Auto Startup Engine ngắt động cơ khi tạm dừng. Nút
cảm biến trước sau. Học để cốc nước. Được 2 cốc nước. Bệ tì tay linh động, di chuyển lên xuống, ra vô và có học chứa đồ. Đây là dòng xe gia đình, vì vậy có rất nhiều học chứa đồ. 1 2 3 4 5 6 7 8 và đây là số 9. Một cái học đặc biệt ở đây. Bàn làm việc và vị trí để cốc nước. Hệ thống đèn nội thất bên trong xe vào ban đêm với ánh sáng trắng rất dịu cho tất cả các nút bấm. Và quý khách hàng muốn có giá tốt nhất, sự tư vấn nhiệt tình nhất, chân thành nhất, hãy gọi cho Thanh Lộc. Bất kể khách hàng ở tỉnh nào trên đất nước này, Lộc đều phục vụ. Lộc sẽ giao xe tận nơi, tận nhà và hướng dẫn xe cách chi tiết và hoàn thiện nhất. Hãy gọi cho Lộc qua số điện thoại 0909 171299 để được tư vấn chân thành và hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo. Mười lý do nên chọn và mua xe Volkswagen tại Volkswagen Sài Gòn. Chúng tôi là đại lý Volkswagen 4S lớn nhất Việt Nam, bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng, kết nối toàn cầu. Chúng tôi luôn có những sản phẩm mới, những sản phẩm đặc biệt, quanh năm luôn có những chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt nhất thị trường. Volkswagen Sài Gòn là đại lý có trang thiết bị tối tân từ nước ngoài, đảm bảo chiếc xe của bạn được chăm sóc một cách hoàn thiện nhất. Chuyên viên kỹ thuật tại Volkswagen Sài Gòn luôn được đào tạo bài bản từ các chuyên gia nước ngoài để phục vụ chiếc xe của bạn một cách hiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng giao xe toàn quốc, giao xe tại nhà, hướng dẫn sử dụng chuẩn mực nhất, hỗ trợ đăng ký đăng kiểm nhanh chóng trong ngày với chi phí cực kỳ hợp lý. Chúng tôi hỗ trợ vay ngân hàng với những gói lãi suất ưu đãi nhất, hồ sơ xét duyệt nhanh chóng, không làm mất thời gian của khách hàng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn đầy nhiệt huyết, nhiều năm kinh nghiệm, luôn chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian khách hàng sử dụng xe. Volkswagen Sài Gòn luôn có những chương trình ưu đãi lớn nhất hàng tháng, giảm chi phí tối đa cho khách hàng và nhiều phần quà hấp dẫn. Lái thử xe là chính sách Volkswagen muốn đề cao để khách hàng trải nghiệm và đưa ra quyết định chính xác nhất cho việc lựa chọn một chiếc xe. Volkswagen Sài Gòn trang bị Mobile Service để phục vụ khách hàng ở tỉnh, thường xuyên tổ chức lái xe, thử xe khắp các tỉnh miền Nam cùng với dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe lưu động. Hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại tư vấn 0909 171 299. Địa chỉ trung tâm Sài Gòn, 120 Trần Hưng Đạo, quận Nhất, gần khách sạn Bumen. Thanh Lộc Volkswagen xin đại diện cho Volkswagen toàn cầu được phục vụ và chăm sóc chiếc xe của bạn. Volkswagen, một thương hiệu chịu niềm tin.